Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine ngày 7 tháng 6 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 6 đã họp khẩn cấp theo đề nghị của Nga và Ukraine liên quan đến vụ vỡ đập Kakhovka ở Kherson, miền nam Ukraine. Tại cuộc họp, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đổ lỗi cho Ukraine cố tình làm vỡ đập để tạo cơ hội thuận lợi cho việc tái tập hợp lực lượng tiếp tục phản công. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc này. Việc phá hoại có chủ ý do Kiev thực hiện nhằm vào một cơ sở hạ tầng quan trọng là cực kỳ nguy hiểm và về cơ bản có thể coi là tội ác chiến tranh hoặc hành động khủng bố đáp lại đại sứ Ukraine Sergei Kilisya cáo buộc Nga thực hiện hành động khủng bố nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Về mặt vật lý, không thể làm nổ tung con đập từ bên ngoài bằng cách pháo kích, chính những người đang kiểm soát nó đã kích nổ. Nga giành quyền kiểm soát đập ca khốc không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hai bên nhiều lần cáo buộc lẫn nhau có ý định phá hủy con đập nhằm ngăn đà tiến công của đối phương vụ vỡ đập gây ngập lụt nghiêm trọng cho các khu dân cư ở Hạ Nguồn. Abe dẫn số liệu từ Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 16.000 người đã rơi vào cảnh mất nhà cửa. Trả lời câu hỏi liệu Mỹ đã xác định được bên nào chịu trách nhiệm về vụ vỡ đập hay chưa, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Woods nói không chắc chắn, nhưng ông cho rằng không có lý do gì để Ukraine làm điều này với chính lãnh thổ và người dân của họ. Điều này là rất vô lý. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây cho biết ông đã có cuộc họp kín với đại diện của các quốc gia xác nhận chắc chắn sẽ cung cấp một số lượng lớn máy bay chiến đấu đa nhiệm hiện đại F-16 cho Ukraine. Ông Zelensky tiết lộ các đối tác biết rằng Ukraine cần bao nhiêu máy bay chiến đấu F-16 và đã nhận được sự thấu hiểu của một số đối tác châu Âu. Đó là một cam kết mạnh mẽ, nghiêm túc. Tuy nhiên, Kiev vẫn phải chờ thỏa thuận cuối cùng với các đồng minh, bao gồm thỏa thuận chung với Mỹ. Về chi tiết các cam kết trên, người đứng đầu chính phủ Ukraine cho biết, ông không thể tiết lộ. Bộ Quốc phòng Ukraine cuối tháng trước nói rằng họ cần khoảng 4 phi đội F-16 tương ứng với khoảng 48 chiếc để giành lại lãnh thổ từ Nga. Hiện chưa rõ đồng minh đối tác nào sẵn sàng viện trợ F-16 cho Ukraine. Trước đó, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho hay Hà Lan có thể sẽ viện trợ tiêm kích F-16 cho Ukraine sau khi các phi công của Kiev hoàn thành khóa huấn luyện điều khiển máy bay này. Tháng trước, tại hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh Washington ủng hộ chương trình phối hợp giữa các đồng minh nhằm huấn luyện cho phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Washington cũng bật đèn xanh để các đồng minh cấp tiêm kích này cho Kiev. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Washington chưa đưa ra quyết định cuối cùng là có viện trợ cho Ukraine hay không. Ngày 6 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết tại khu vực thành phố Artemovsk, tên gọi được Nga đặt cho Bắc Mốt sau khi kiểm soát thành phố. binh sĩ thuộc cánh quân Nam đã đẩy lùi 4 đợt tấn công của lữ đoàn xung kích sơn cước số 5 Ukraine tại làng Kleschevka, cũng như lữ đoàn đổ bộ đường không số 77 tại làng Bekhovka. Bộ Quốc phòng Nga cũng phủ nhận thông tin Ukraine chọc thủng phòng tuyến tại hướng Bắc Bắc Mốt, nhấn mạnh cáo buộc lính Nga âm thầm tháo chạy khỏi làng Bekhovka là không đúng sự thật. Cơ quan này cho hay làng Bepkokka vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Nga, công bố video các đơn vị Nga di chuyển tại làng khẳng định không có giao tranh bên trong Bepkokka. Làng Bepkokka, nằm cách Bakhmut khoảng 3 km về phía tây bắc, được coi là một trong những cửa ngõ ra vào thành phố. Lực lượng Nga kiểm soát vị trí này từ hồi tháng 2 trong quá trình thiết lập cọng kìm bao vây Bakhmut. Ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo Tập đoàn An ninh Tư nhân Nga Wagner hôm 5 tháng 6 nói rằng lực lượng Ukraine đã giành lại một phần làng Bekovka và quân đội Nga đang âm thầm tháo chạy. Trước đó cùng ngày, tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Siki cho biết lực lượng nước này vẫn tiến quân ở khu vực gần thành phố Bakhmut nhưng không công bố tình hình chi tiết. Wagner cuối tháng 5 năm 2023 tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bắc Mút và bắt đầu bàn giao vị trí cho quân đội chính quy, trong khi Ukraine khẳng định vẫn kiểm soát một phần nhỏ ở ngoại ô thành phố. Lực lượng Wagner tuần trước hoàn tất quá trình rút quân khỏi thành phố để nhường chỗ cho các đơn vị đặc nhiệm chết nhà. Ngày 6 tháng 6, Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong 3 ngày trở lại đây, Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công theo nhiều hướng khác nhau. Ông Sugu thừa nhận các cuộc tấn công này của Ukraine tuy không đạt được mục đích nhưng vẫn gây thiệt hại cho Nga. Theo đó, tổng cộng có 71 binh sĩ đã thiệt mạng, 210 người bị thương, 15 xe tăng và 9 xe bọc thép. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nga, thiệt hại của Ukraine lớn hơn nhiều. Đợt phản công bị chặn đứng và hứng tổn thất nặng nề, mất 3.715 binh sĩ, 52 xe tăng và 207 xe bọc thép, trong đó có 8 xe Leopard, 3 xe AMX-10 cùng với 136 đơn vị vũ khí khác. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin do Nga đưa ra. Đến nay thì liệu Ukraine thực sự phản công hay chưa vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng các cuộc tấn công gần đây của Kiev dường như chỉ là thăm dò để tìm điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Moscow. Một số chuyên gia dự báo Ukraine sẽ tiến hành đợt tấn công mạnh vào nhiều vị trí khác nhau để đánh lạc hướng sự chú ý của Nga khỏi mục tiêu phản công chính tại Zaporizhia ở miền Nam. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm ngày 6 tháng 6, không quân Ukraine xác nhận lực lượng này đã bắn hạ toàn bộ 35 tên lửa được Nga sử dụng để tập kích các mục tiêu tại nước này vào dạng sáng cùng ngày. Theo thông báo trên, 35 tên lửa hành trình KH-101 được phóng từ 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS trên không phận biển Kapspi đã được phòng không Ukraine ngăn chặn. Không quân Ukraine cáo buộc phần lớn các tên lửa này được phóng vào khu vực thủ đô Kiev. Cũng trong cùng ngày 6 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã loại bỏ khỏi vòng chiến đấu một trực thăng tấn công hiện đại K-52 của quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Trực thăng K-52 cá sấu được coi là một trong những máy bay hiện đại nhất của lực lượng vũ trang Nga. Đây là mẫu máy bay chiến lược mới và bắt đầu sản xuất từ năm 2008. Trong video phát biểu tối ngày 5 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi các binh sĩ Ukraine sau khi các chỉ huy quân đội nước này thông báo họ đạt một số thành công gần Bakhmut. <laughs> đầu tiên tôi muốn tỏ lòng biết ơn về mỗi người lính của chúng ta trên tiền tuyến những người đã đem lại tin tốt lành mà chúng ta đang mong đợi những người lính trên chiến trường bắc mút đã làm rất tốt chúng ta có thể thấy phản ứng dữ dội của lực lượng nga với mỗi bước tiến của quân đội ta với từng vị trí mà ta giành lại đối thủ biết rằng người ukraine sẽ giành chiến thắng Ông Zelensky không nêu chi tiết về kết quả giao tranh giữa Ukraine và quân đội Nga gần Bakhmut, nhưng Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Gana Malia trước đó cho hay quân đội nước này đã ghi nhận một số thành công trên chiến trường. Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy miền đông Ukraine Sakhir Cherevati cùng ngày đề cập một cuộc phản công của quân đội nước này ở sườn phía nam và phía bắc Bakhmut. Ông Cherevati tuyên bố đợt tấn công thành công bất chấp đối phương kháng cự quyết liệt và quân đội Ukraine đã tiến thêm 300m tới 1km ở một số khu vực. Trong khi đó, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin nhận định tình hình hai bên sườn Bắc Mút đã được kiểm soát, song rất khó khăn. Theo thông báo của lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin ngày 5 tháng 6, sĩ quan chỉ huy lữ đoàn 72 Nga đã bị đơn vị này bắt giữ vì bắn vào xe của họ trong lúc say rượu. Trong video ông Prigozhin công bố, một người mặc áo màu ngụy trang của quân đội Nga được cho là trung tá Roman Venevitin, chỉ huy lữ đoàn 72, thừa nhận đã bắn vào xe của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner trong lúc say. Khi được hỏi lý do nổ súng vào xe của Wagner, Venevitin trả lời là do tư thủ cá nhân. Trước đó, ông Prigozhin nhiều lần chỉ trích lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của quân đội Nga. Hồi đầu tháng 5, ông Prigozhin cáo buộc thành viên của lữ đoàn 72 bỏ một số vị trí gần Bakhmut, nơi các đơn vị Wagner phải chịu nhiều tổn thất nặng nề để kiểm soát. Theo văn phòng báo chí của ông Brigozin, căng thẳng giữa lãnh đạo Wagner và lữ đoàn 72 kết thúc sau khi thành viên của tập đoàn quân sự bắt trung tá Veneviti ngày 17 tháng 5. Tuy nhiên, chưa rõ lý do tới giờ đoạn video trên mới được công bố. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cập nhật về tình hình xung đột ở Ukraine ngày 7 tháng 6 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.